Xin chào tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn ha. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Hôm nay thì mình tiếp tục chia sẻ thêm một video mới nữa. Ở video này thì mình sẽ chia sẻ cái giá vé máy bay mà mình mới check hôm nay cho các chị ở San Jose luôn. Và mình sẽ chia sẻ cái cách check giá vé máy bay ở tại cái điện thoại. Bình thường là mình hay check giá vé máy bay cho các bạn là ở trên cái điện thoại của mình luôn, check rất là nhanh luôn á. Cho nên hôm nay mình sẽ chia sẻ cái cách mà check giá vé máy bay ở trên điện thoại cho mọi người xem, thì mọi người cũng có thể tự check cái giá vé máy bay, tham khảo cái giá vé máy bay cho mình, coi mình có muốn về Việt Nam trong những ngày sắp tới hay là không á. Thì trước tiên thì mình sẽ check cái giá vé máy bay ở tại San Jose ha. Đây chính là cái giá vé mà mình hôm nay mình vừa mới hỏi dịch vụ á. Thì mua vé máy bay á, là có một số người thì thích mua online và có một số người thì thích mua vé tại dịch vụ. Mà mình thì toàn là mua vé ở dịch vụ ở tại San Jose không à. Ở đây có rất là nhiều dịch vụ bán vé máy bay mà mình thấy rất là uy tín, rất là ok luôn. Đâm ra thành nhiều người Việt Nam ở đây á, họ cũng lựa chọn những cái dịch vụ giống như là US Tour nè. Rồi mình cũng thấy ở Ly ở Tiền Lẻ thì bán vé máy bay cũng rất là ok. Và cái giá vé ngày hôm nay á, mà mình chắc dùm cho một người ở công ty của mình á, là đi về Việt Nam ăn Tết á, vào tháng 1 ngày 14 và qua lại á, là tháng 2 ngày 4 ha. Thì cái giá vé của hãng Vietnam Airlines á, là 1.650, là có nghĩa là hôm bữa mà mình check cách đây có 3 ngày thôi các bạn, là cái giá vé có 1.380 thôi, nhưng mà đi ngày 14 về ngày 28 thì cái giá nó là 1.380. Còn mà mình đi về ngày 14 tháng 1 mà mình qua lại tháng 2 ngày 4 á, thì cái giá vé nó lại lên tới 1.600. Thì mình nghĩ là hiện tại bây giờ á, tuy là tất cả các hãng bay đã mở cửa trở lại rồi, nhưng mà khi mà mình gọi hỏi dịch vụ thì mình mới biết được là cái giá vé máy bay nó không có hề giảm xuống, mà nó cũng càng ngày càng tăng hơn một chút xíu luôn á các bạn. Chẳng hạn như mình hỏi thử hãng Eva, nếu mà mình cũng đi một cái ngày này luôn á, thì Eva bao nhiêu? Thì dịch vụ nói cho mình biết á, là Eva cái giá vé của nó là 1.350, vậy thì nó cũng là không có rẻ ha. Và China Airlines á, là 1.200, và Korean Airlines á, thì hôm nay mình thấy hãng Korean Airlines giá nó cũng rất là mắc luôn, nó cũng là 1.300 luôn á. Còn mình thì không có hỏi hãng China Airlines, tại vì hiện tại bây giờ thì mình thấy người ta cũng lựa chọn đi hãng Korean Airlines rất là nhiều. Bây giờ thì mình sẽ check giá vé máy bay cho các bạn ha. Thì bình thường mình check ở trong cái điện thoại này á, thì mình sẽ chia sẻ cái cách check rất là đơn giản luôn, mình có thể check tại nhà được. Thì mình bấm vô Korean Air nè các bạn thấy không? Các bạn thấy đây là cái chữ Korean Air, xong rồi mình lựa chọn. Thường thì mình hay check giá vé máy bay á, đâm ra thành nó có sẵn ở trên đây luôn á. Thì mình sẽ nhấn vào đây một cái thì các bạn nhìn thấy cái màn hình nó hiện ra đó. Xong rồi cái mình thấy cái chữ book nè các bạn. Thì mình ở San Jose, nhưng hôm nay thì mình sẽ check giá vé máy bay cho một bạn ở Houston, Texas ha. Thì mình sẽ bấm vô trong cái chữ book này. Thì khi mà nó hiện ra thì mình hay check cho người bạn đó, đâm ra thành là nó có sẵn Houston to Hồ Chí Minh luôn nè. Thì nếu như mà không có cái này thì mình phải bấm vô cái chữ này nè. Và mình sẽ bấm vô chữ Houston ha. Đó, bấm vô cái nó ra luôn rồi. Nó ra để cho mình lựa chọn. Ở đây thì các bạn nhìn thấy được là nó có rất là nhiều những cái phi trường quốc tế. Mà nếu như mà các bạn mà mình ở phi trường nào á, thì mình sẽ chọn cái phi trường gần nhất ha. Đây là cái check giá vé máy bay online để cho mình tham khảo. Và nếu như mà các bạn ở phi trường gần ở chỗ này thì mình sẽ nhấn vào đây ha. Mình sẽ nhấn vào đây. Thì mình sẽ chọn Hồ Chí Minh. Thì mình từ Houston mình đi về Hồ Chí Minh á, thì mình sẽ bấm vô cái chữ To này nè các bạn.
Thì ở đây mình có sẵn, nhưng mà mình vẫn muốn chia sẻ là mình sẽ bấm cho nó rõ ràng cho các bạn có thể bấm chữ Hồ Chí Minh vô. Thì mình chỉ cần bấm chữ XO cái nó ra Hồ Chí Minh nè các bạn. Thì mình sẽ lựa chọn là Hồ Chí Minh Việt Nam ha. Thường mình hay check giá vé máy bay cho các bạn, đâm ra thành cái điện thoại nó có sẵn ở trong đây á, cho nên là khi mình bấm cái nó hiện ra hết trơn à. Và ở đây thì nó cũng ghi sẵn là rõ ràng ha, Hồ Chí Minh rồi Houston, thì một người và hạng đi là hạng phổ thông ha. Thì mình chọn cái ngày đi á, thì mình sẽ bấm vô, đây là cái cuốn lịch nè các bạn, thì mình sẽ bấm vô cái ngày đi và ngày về của mình cùng một lần luôn. Thì người bạn của mình muốn đi hãng Korean mà về tháng 1 á, thì mình sẽ kéo lên tháng 1. Tháng 1 á là năm 2023 ha, mình nhìn thấy rõ ràng rồi đó. Thì mình sẽ bấm vào ngày mà bạn mình muốn á, là ngày mùng 7 tháng 1. Thì mình sẽ bấm vô mùng 7 tháng 1 và ngày về á là mùng 4 tháng 2. Thì ở dưới đây là tháng 2 á, thì mình chỉ bấm vô mùng 4 là mùng 4 tháng 2. Xong sau đó thì các bạn nhìn thấy cái chữ confirm nè ở bên dưới á, thì mình sẽ bấm vào confirm. À, các bạn nhìn thấy không? Xong rồi á thì mình kiểm tra lại cái ngày nè, cái ngày đi và ngày về của mình nó rõ ràng rồi đó, là tháng 1 ngày mùng 7 và về lại là tháng 2 ngày mùng 4, đi một người và hạng ghế á là hạng phổ thông bình thường ha. Xong rồi mình sẽ bấm vào cái chữ supply và mình sẽ đợi một chút xíu. Khi mà mình đợi một chút xíu giống như vậy á, thì nó có hiện ra, đầu tiên thì nó sẽ cho mình biết là cái giá vé một chiều trước ha. Thì mình sẽ coi cái giá vé một chiều mà nó có cái chữ nè màu xanh này nè các bạn. Thì có nghĩa là hiện tại bây giờ á là nó đang giảm giá đó, là nó quảng cáo cho mình luôn, nhưng mà cái vòng bay của nó là 25 tiếng 25 phút 1095, và cái vòng bay bên dưới là 25 tiếng 44 phút. Thì cái giá tiền của nó mình kéo lên mình coi là 1095 đồng 80 sen, có nghĩa là hai cái này bằng giá luôn ha. Nhưng mà cái dòng bay này á thì nó tới 25 tiếng 44 phút, và ở trên này á thì là cái dòng bay của nó là 25 tiếng 25 phút, thì cái dòng bay này thì nó gần hơn một chút xíu, cho nên á là mình sẽ lựa chọn cái dòng bay này ha. Mình nhấn vô trong cái giá tiền, khi mình nhấn vô trong cái giá tiền rồi á thì mình sẽ nhấn vào đây một cái thì nó mới hiện ra cái chuyến về của mình. Và để cho mình lựa chọn cái chuyến về á thì mình sẽ nhấn vô cái chữ màu xanh là nữa nè các bạn. Đây mình sẽ nhấn cái chữ màu xanh cuối cùng này ha. Thì nó sẽ ra cái dòng về của mình. Thì các bạn sẽ theo dõi cái dòng về, mình thấy cái quảng cáo màu xanh mà giảm giá thì mình sẽ chọn ha. Thì các bạn thấy đây là các bạn nhìn lên thấy cái chữ màu xanh này á, thì có nghĩa là nó đang giảm giá cho cái chuyến về này nè. Mà chuyến về này thì kéo dài là 26 tiếng 40 phút, cái giá của nó là 870 đồng 37 sen. Còn nếu như mà mình mà không có được giảm giá thì mình có thể coi dưới đây, thì cái giá nó rất là mắc luôn á, 3.000 mấy luôn nè các bạn. Thì mình sẽ lựa cái giảm giá ha. Cái giảm giá là đa số là mình sẽ lựa chọn cho tất cả các bạn không à, mà cái dòng bay của nó thì 26 tiếng 40 phút, thì mình sẽ lựa chọn cái này thì mình nhấn vô ha. Cái giá của chuyến về là 870 đồng 37 sen, thì mình nhấn vô đây để mình xem xét, và mình nếu như mà mình muốn book luôn á thì mình sẽ bấm vô chữ này nha các bạn nha. Đó, book app member này mình bấm vô đây, nhưng mà mình chỉ muốn coi cho vui thôi, kiểm tra cho vui thôi, thì mình chỉ bấm nút này. Và khi mà mình bấm nút này rồi á thì nó sẽ hiện ra rất là nhiều. Thì hiện tại bây giờ á mình chỉ là coi cho vui thôi, thì mình cứ tiếp tục coi cái hành trình, mình bấm vô confirm ha, coi cái hành trình bay của nó như thế nào. Sau đó thì mình sẽ bấm vô chữ agree on nè các bạn. Và tiếp tục đó thì mình sẽ bấm vô chữ next.
khi mà mình bấm vô cái chữ net này rồi thì nó sẽ hiện ra hết cái đường bay mà hồi nãy mình check luôn đó các bạn. Thì cái giá vé 2 chiều tổng cộng thì nó sẽ nằm ở bên dưới đây. Là 1.966 đồng 17 sen là cái giá vé 2 chiều, và cái đường bay của nó thì nó cũng hiện hết lên đây luôn nè các bạn. Thì mình có thể nhìn thấy được là cái đường bay của mình như thế nào ha. Đó là cái đường bay của mình đó, là vào thứ bảy thì nó cũng hiện lên luôn ha. Và tháng 1 nè, và cái dòng bay vào lúc mấy giờ rồi luôn, bay tới đâu đi tới đâu thì nó hiện hết cho mình coi cái hành trình bay luôn. Đó, đơn giản như vậy thôi à các bạn. Thật sự thì check giá máy bay thì mình cũng thường hay check cho tất cả mọi người giống như vậy á, rồi mình chia sẻ lại thôi, chứ khi mà nó hiện ra cái giá bao nhiêu thì mình nói bao nhiêu thôi ha. Mấy ngày hôm nay á thì mình nghe rất là nhiều những cái thông tin ở trên những cái trang mạng YouTube của rất là nhiều kênh YouTube khác nhau, nói là về Việt Nam là phải xét nghiệm Covid, rồi rất là nhiều những cái thủ tục rườm rà rắc rối. Và ở video này thì mình muốn chia sẻ thêm một lần nữa là mình cũng có những người bạn mà mới về Việt Nam cách đây mấy ngày thôi thì không hề có xét nghiệm Covid, và Việt Nam đã bãi bỏ cái lệnh xét nghiệm Covid cũng như là khai báo y tế một thời gian rất là dài rồi. Cho nên là các cô chú các anh chị là mình đã mua vé máy bay và mình sắp bay về Việt Nam rồi á, thì mình cứ yên tâm ha, mình đừng có lo lắng gì hết á. Tại vì trong công ty của mình á thì có một cô cũng sắp về Việt Nam rồi, mà cô tới cô hỏi mình á là sao mà cô nghe nói là bây giờ Việt Nam bắt xét nghiệm Covid rồi con. Thì mình mới nói đâu có đâu, mình mới có một người bạn về đâu có phải cần xét nghiệm Covid. Thì cổ rất là hoang mang luôn, thì cổ nói là cô vừa nghe một cái kênh YouTube kia nói là bây giờ về Việt Nam á là phải xét nghiệm Covid, cho nên giờ cô sợ quá này kia. Nhưng mà thật sự là hiện tại bây giờ là Việt Nam đã bãi bỏ cái lệnh xét nghiệm Covid rồi. Các cô chú các anh chị mà mình đang chuẩn bị về, mình yên tâm ha, mình đừng có quá là lo lắng khi mà nghe rất là nhiều những cái kênh YouTube khác nói là phải xét nghiệm Covid á. Thật sự thì không có xét nghiệm Covid gì hết á các bạn. Các bạn đi hãng Vietnam Airlines á thì các bạn nhớ một điều á là hãng Vietnam Airlines khi mà mình bay lên á là khoảng chừng gần 2 tiếng á là sẽ cho mình một bữa ăn đầu tiên. Và hành trình bay 16 tiếng từ San Francisco về Việt Nam á là mình sẽ được phục vụ là hai bữa ăn. Và hôm nay thì mình có một người anh ở trong công ty của mình nói cho mình biết á là có một người quen đã đi về Việt Nam, đi hãng Vietnam Airlines, mà khi mà xuống phi trường á thì trời ơi đói bụng quá trời luôn, là tại vì trong suốt cái hành trình bay á là 16 tiếng về tới Việt Nam mà chỉ được ăn có hai cử thôi, cho nên là xuống phi trường rất là đói bụng. Đâm ra Thành hỏi mình là sao mà mình quay video mà mình thấy mình có nhiều đồ ăn quá vậy, hiểu không? Thì mình phải chia sẻ cho nó chi tiết một chút xíu. Nếu như mà các cô chú các anh chị nào mà mình sắp đi hãng Vietnam Airlines rồi á thì mình nên là khi mà mình được phục vụ bữa ăn đầu tiên á là bắt đầu á là mình lên máy bay bay khoảng chừng 2 tiếng, và trước khi mà máy bay nó đáp xuống là trước 2 tiếng á là mình được phục vụ bữa ăn thứ hai. Nhưng mà trong cái quá trình mà mình mới đêm khuya đó thì họ không có nói cho mình biết á là họ sẽ phục vụ cái gì cho mình ăn hết. Đâm ra Thành mình phải bấm cái nút á ở trên cái tivi mà ở trên chỗ cái ghế ngồi á thì nó có một cái nút, thì mình phải bấm cái nút đó và mình kêu nhân viên tới và mình hỏi nhân viên á là buổi tối có gì ăn không, thì người ta mới mang đồ ăn tới cho mình. Và buổi tối ở đó thì có mì ly với lại bánh mì, mà bánh mì thì có hai loại nha các bạn, có mì bánh mì gà và bánh mì bò nữa, mà mình phải gọi tới và mình nói cho họ biết là mình muốn ăn cái gì, tại vì họ không có biết là mình muốn ăn thêm á. Cho nên là nếu như mà các bạn nào mà mình muốn ăn cái gì mà khuya á, ăn thêm bất cứ cái gì, thì mình nhớ bấm cái nút đó để mình kêu nhân viên hàng không tới
để mình hỏi ha, chứ còn tự nhiên người ta chắc chắn là sẽ không bao giờ mà tới hỏi mình có muốn ăn cái gì không, tại vì người ta không có biết là mình đang đói bụng hay là mình muốn ăn thêm cái gì. Và buổi tối thì cũng có nước ngọt và có bia nữa nha các bạn. Nếu như mà mình mà uống nước gì á thì mình có thể yêu cầu tiếp viên hàng không á sẽ mang cái nước đó tới cho mình luôn. Hôm bữa mình về Việt Nam á thì mình có đi làm thẩm mỹ lại á, các bạn cũng thấy là mình có một chút xíu thay đổi ha. Thì mình về mình có xăm chân mày và xăm mi mắt và xăm môi nữa. Thì sẵn đây á thì mình giới thiệu cho các chị, nếu như mà các chị nào mình ở Mỹ, mình chuẩn bị về Việt Nam chơi mà mình đang có dự định muốn làm đẹp á, thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn tới một người bạn của mình. Thì người bạn của mình á là chuyên á là xăm thẩm mỹ và có cả làm tóc, trang điểm cô dâu và trang điểm mà đi tất cả những cái sự kiện mà party lớn gì cũng có thể trang điểm được, rất là đẹp luôn á. Cho nên sẵn đây thì mình giới thiệu cho tất cả các bạn có thể tới cái tiệm của bạn của mình ha. Bạn của mình thì ở với bà tôi nhưng mà lập gia đình ở thành phố. Đâm ra hiện tại bây giờ là cái tiệm của bạn là làm việc ở tại thành phố luôn. Cho nên nếu như mà các cô chú các anh chị nào mình ở bên này về mình ở thành phố á, hoặc là những người bạn nào mà mình ở tại thành phố luôn á mà mình vẫn chưa có biết cái chỗ nào mà xăm vừa đẹp mà vừa có cái giá rẻ nữa, thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn ha. Thì bạn của mình á là xăm chân mày á thì chỉ có giá là 3 triệu thôi, còn mi mắt á là xăm với giá là 2 triệu đồng. Còn mà xăm môi á thì bạn của mình á là lấy giá là 5 triệu. Tại vì mình nghĩ là ở thành phố mà bạn mình có một cái giá giống như là ở bà tôi vậy á, thì bạn mình nói là tuy là ở thành phố nhưng mà xăm mình lấy giá dưới quê, cho nên là được rất là nhiều người yêu thích. Và bạn của mình thì xăm rất là đẹp và có cả thêu chân mày, làm chân mày rất là tự nhiên và thẩm mỹ nữa. Thì nếu như mà các bạn đi về mà muốn làm thì mình sẽ cho số điện thoại ha. Các bạn chỉ cần gọi số điện thoại là 0945 642 124, gặp bạn Yến Nhi và các bạn có thể đặt hẹn. Nếu như mà các bạn nói là các bạn đã từng xem kênh YouTube của Con Gái Bà Tô và giới thiệu tới á, thì bạn của mình chắc chắn sẽ giảm giá cho các bạn. Mình dùng một chút xíu thời gian để quảng cáo cho người bạn của mình, mong các bạn thông cảm ha. Tại vì mình thấy bạn mình xăm rất là đẹp luôn. Thì đây là hình ảnh mà mình vừa xăm xong đó, thì mình chia sẻ lại cho tất cả các bạn xem. Bạn của mình thì tên là Yến Nhi. Nếu như mà các bạn có nhu cầu mà mình muốn xăm chân mày ha, thêu ha, phun gì đó, thì nhớ liên lạc với bạn ấy ha. Giá cả rất là rẻ mà xăm thì rất là hiện đại và đẹp nữa. Mình cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều đã bỏ một cái thời gian rất là quý báu ra xem kênh YouTube của mình. Xin chào và hẹn gặp lại ở video sau nha. Bye bye tất cả mọi người. Chúc cho các bạn thật nhiều niềm vui, hạnh phúc và ấm áp bên gia đình. Bye bye.